Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với video tiếp theo nằm trong cái loạt bài Project Template. Ở phần số 7 thì mình đã giới thiệu cho các bạn làm sao chúng ta có thể sử dụng kết hợp cái thằng Navigation Drawer, tức là cái thằng menu left này kết hợp với lại cái thằng Bottom Navigation ở dưới này. Đúng không? Đây các bạn có thể nhìn lại cái demo của cái video trong phần 7. Hôm nay phần 8 thì mình sẽ tiếp tục code trên cái sụp code của cái phần 7 nhá. Cái link thì mình sẽ để dưới phần mô tả, cũng như là mình sẽ gán cái tag của cái video phần 7 ở trên này. Ok, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái project template tiếp theo, cũng kết hợp những cái thằng sẵn có đây. Đầu tiên đó là một cái thằng Navigation Drawer là menu left này, một cái thằng Bottom Navigation ở phía dưới này, nhưng chúng ta sẽ kết hợp với lại cái thằng View Page 2 ở trên này. Ok, đó, thì đây cũng là một cái template các bạn cũng khá là thường xuyên gặp, cho nên là nếu như bạn nào gặp khó khăn thì xem mình hướng dẫn qua cái video ngày hôm nay nhá. Rồi, đây. Chúng ta sẽ bắt đầu code. Đầu tiên chúng ta cần phải thiết kế cái thằng ViewPager 2, đúng không? Các bạn vào cho mình cái thằng main activity này. Đây cái file XML của nó chúng ta sẽ cần chỉnh sửa một chút. Khi mà các bạn đây này, mình nói lại một chút. Khi mà các bạn sử dụng cái thằng ViewPager 2 ấy, thì chúng ta sẽ add fragment vào trong cái thằng ViewPager 2, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ xử lý đồng bộ với lại cái thằng Bottom Navigation cũng như là cái thằng Navigation Drawer ở đây, chứ chúng ta không có cái logic replace fragment nữa. Đây, đầu tiên là các bạn vào trong này, các bạn cái phần frame layout này này. Đây có phải là cái layout mà chúng ta replace fragment ở trong cái phần trước không? Đúng không? Các bạn xóa cho mình cái thằng này đi. Ok, các bạn sẽ thay thế cho mình một cái thằng đó là ViewPager 2. Trước đây ấy, thì mình dùng ViewPager 1, đúng không? Đây ViewPager này này. Mình có một số video mình chia sẻ rồi đấy. Nhưng mà cái thằng này nó đã bị cái thằng Android nó deprecated rồi, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái thằng ViewPager 2. Width các bạn để cho mình là mat parent, hết mat parent luôn. Ok chưa? Rồi, cái thằng này thì tương tự thôi, đúng không? Nó cũng sẽ nằm dưới cái thằng app bar layout. Đây nằm dưới thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính below. Đúng không? Và nằm trên cái thằng bottom navigation. Above. Ok, rất đơn giản. Các bạn đặt cho mình một cái ID. Ở đây thì mình sẽ đặt đó là ViewPager 2. Ok, đây các bạn nhìn bên giao diện này. Đó, rồi đơn giản như vậy thôi. Các bạn sau khi thiết kế xong giao diện, các bạn vào cho mình cái thằng main activity. Các bạn khai báo cho mình một cái thằng ViewPager 2 private này, ViewPager 2, đúng không? Ở đây mình sẽ đặt là m ViewPager 2 chấm phẩy. Rồi, chúng ta vừa xóa cái thằng content frame đi rồi, đúng không? Cho nên là cái logic replace fragment ở đây nó sẽ bị lỗi, đúng không? Bởi vì chúng ta xóa cái thằng đi rồi mà. Đây các bạn comment cho mình cái thằng này, comment lại. Ok chưa? Thì đây, khi mà các bạn comment cái hàm này thì có phải là cái hàm này chúng ta sử dụng ở một số chỗ, đúng không? Các bạn cũng comment luôn nhá. Đây mình sẽ không xóa code mà mình chỉ comment như thế này thôi, để tí nữa chúng ta sẽ thay cái logic gì vào đây thì các bạn nhìn nó sẽ dễ hơn, đúng không? Đây các bạn xóa này đi, comment đi này. Ok, các bạn quay trở lại cái thằng chúng ta đang làm dở. Các bạn khai báo xong rồi thì các bạn ánh xạ view luôn cho mình cho nó đỡ quên. Đây sẽ bằng file viewbydr.id.viewpager2.phi. Ok, rồi thì khi làm việc với lại cái thằng ViewPager thì bắt buộc chúng ta phải có một cái thằng adapter cho nó, đúng không? Thằng ViewPager 2 cũng vậy. Đây các bạn tạo cho mình một cái adapter. Đây, new này, Java class. Ở đây mình sẽ đặt ví dụ như là my ViewPager 2 adapter. Ok chưa? Rồi cái thằng này nó sẽ extend từ cái gì? Đây các bạn sẽ chọn cho mình cái thằng fragment state adapter. Đây này, nó nằm trong android.viewpager 2.adapter này. Đó, cái thằng này là cái thằng mới rồi. Còn những cái thằng cũ pager adapter ấy, thì nó đã bị deprecated rồi. Đây các bạn thay thế cho mình cái thằng này nhá. Rồi, nó sẽ báo đỏ đúng không? Các bạn sẽ ấn on enter, chúng ta sẽ implement hai cái method của nó. Ok, nó vẫn báo đỏ, các bạn lại ấn on enter, chúng ta sẽ cần tạo cái hàm constructor. Đây, có 3 hàm thì các bạn chọn cho mình cái thằng đầu tiên, chúng ta sẽ truyền vào một cái tham số, đó là cái thằng fragment activity. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý ở dưới này nhá. Có phải là cái tutorial của chúng ta có 3 tab, đúng không? Chúng ta đang thực hiện 3 cái fragment mà, cho nên là cái thằng ViewPager này nó cũng sẽ có 3 cái page tương ứng, đúng không? Các bạn sẽ return cho mình cái count, chính là cái số lượng page đấy, chúng ta sẽ return 3. Rồi, create fragment, đây nó sẽ trả về cho các bạn cái thằng fragment. Thì đây nó sẽ có một cái thằng position này, các bạn sẽ sử dụng cái logic switch position
cây đúng không? Không thì các bạn sẽ return cho mình new home fragment. Ok chưa? Rồi các bạn copy cho mình thêm một số cái nữa. Nếu như mà là một thì chúng ta sẽ trả ta cái thằng favorite fragment, và nếu như là hai thì sẽ là cái thằng cuối cùng history fragment, đúng không? Thằng switch cái này là có một cái thằng nó là default. Đây, chúng ta default chúng ta sẽ return ra cái thằng home fragment. Các bạn xóa cái này đi cho mình. Rất đơn giản đúng không? Các bạn thấy rằng bây giờ cái thằng viewpager của cái thằng viewpager 2 ấy, cái thằng adapter của viewpager 2 nó rất là ngắn gọn. Ok. Rồi, thiết kế xong adapter, các bạn quay trở lại cho mình cái thằng main activity. Và các bạn khai báo cho mình cái thằng viewpager mà chúng ta vừa thiết kế đúng không? Chứ phải là đây mình sẽ đặt ví dụ như là myviewpager 2 adapter. Ok chưa? Rồi, đây các bạn khởi tạo cho mình cái thằng adapter này lên. Sẽ bằng new my viewpage 2 adapter và chúng ta sẽ truyền zip vào đây. Đúng không? Đó, rất là đơn giản. Chúng ta đã khởi tạo xong cái thằng adapter rồi. Thì sau khi mà khởi tạo xong thì các bạn nhớ là các bạn set adapter cho cái thằng viewpage 2. Chấm set adapter. Đây các bạn truyền cái thằng này vào đây. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta để ở đây đã. Chúng ta build thử cái tutorial xem là chúng ta đã add được ba cái thằng fragment vào trong cái thằng viewpage 2 hay chưa nhá. Rồi, vậy là thằng Android Studio đã build xong cho chúng ta cái tutorial đúng không? Đây các bạn thử vuốt cái thằng viewpage nhá. Đây, đúng không? Chúng ta hoàn toàn chúng ta đã chuyển page thành công rồi. Đó, tất nhiên là những cái thằng này nó chưa nhảy theo bởi vì là chúng ta chưa xử lý đồng bộ mà đúng không? Đó, chúng ta đã comment những cái hàm replace fragment rồi. Đây chúng ta chỉ test cái thằng viewpage 2 thôi. Tương tự cái thằng trên này cũng thế. Các bạn click vào đây nó không có tác dụng gì cả đúng không? Nó không replace cái thằng fragment tương ứng nữa mà chúng ta bởi vì là chúng ta chưa đồng bộ mà nó vẫn là home fragment nữa này. Ok, rồi, vậy là cái thằng viewpage 2 nó đã hoạt động. Bây giờ đến cái bước cuối cùng đó là chúng ta sẽ đồng bộ giữa ba cái thành phần. Thành phần đầu tiên viewpage đúng không? Thành phần thứ hai bottom navigation ở phía dưới, và thành phần thứ ba chính là cái thằng menu left navigation drawer. Đây các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái phần đây này, open home fragment này đúng không? Bởi vì cái ba chúng ta có ba cái hàm open home fragment này, open favorite fragment và open history fragment đúng không? Cái hàm này thì chúng ta gọi ở hai chỗ. Đây này, chúng ta vừa gọi khi mà chúng ta click vào item của cái thằng navigation ở bên menu left. Chúng ta vừa gọi ở đây khi mà chúng ta chọn tab của cái thằng bottom navigation. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thay thế bằng cái gì? Đây, các bạn comment cái thằng replace fragment rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái mViewPager2.setCurrentItem. Đây các bạn sẽ truyền cái position của cái page tương ứng vào đây. Cái thằng home fragment thì cái position của nó sẽ là 0. Ok chưa? Đây mình sẽ đây cái thằng này thì sẽ là 1 này, favorite sẽ là 1 này, còn history thì sẽ là 2. Đơn giản không? Ok. Rồi, tiếp theo là khi mà các bạn chuyển page đúng không thì các bạn cần phải set lại cái item được selected của cái thằng navigation drawer là 1 và cái tab của cái thằng bottom navigation là 2. Thì cái sự kiện chuyển page ấy, thì các bạn sẽ lắng nghe ở đâu? Đây các bạn sẽ lắng nghe cho mình ở cái thằng mViewPager2.register. Đây on page trên callback này. Đây các bạn ấn new, các bạn ấn control cách. Đây các bạn chọn cho mình cái thằng on page selected này. Ok chưa? Rồi thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái thằng position này. Thì các bạn lại sử dụng cái logic rất quen thuộc, đó chính là switch cây thôi. Position này cây nếu như mà không, ở đây thì chúng ta nhớ là chúng ta phải break nhé, đúng không? Đây mình sẽ copy những cái cây tiếp theo trước rồi mình sẽ xử lý sau. 1 này, 2. Ok chưa? Cái đầu tiên đó là cái thằng position bằng 1 thì có phải là đây các bạn sẽ gán cho mình cái thằng m current fragment đúng không, sẽ bằng cái gì? Fragment home chấm phẩy. Ok chưa? Sau đó thì sao? Đây chúng ta sẽ set cái item selected của cái thằng navigation drawer bằng cách này, navigation view chấm get menu chấm file item r chấm id chấm
navigation home chấm set ticket chu. Ok chưa? Đây là cái thằng đầu tiên. Thằng tiếp theo bottom navigation mà bottom navigation này chấm cũng get menu cũng chấm file item r chấm id chấm đây bottom home cũng tương tự chu. Ok chưa? Rồi đây các bạn copy cho mình xuống hai cái position tiếp theo. Đây các bạn sửa tương ứng này. Một thì sẽ là cái thằng favorite này. Ok chưa? Đây các bạn thay thế favorite. Favorite. Rồi đây còn một thằng nữa. Cuối cùng là history. History. Ok chưa? Rồi, thì có phải là chúng ta đồng bộ cả ba cái với nhau đúng không? Cho nên là bất cứ các bạn thực hiện một cái hành động nào, các bạn chuyển page bằng cách vuốt hay các bạn click ở cái thằng bottom navigation hoặc các bạn click vào item của cái thằng navigation drawer thì nó cũng khi mà chuyển fragment nó sẽ đều nhảy vào trong cái hàm này. Đúng không? Cho nên là chúng ta có thể xóa một số những cái hôm trước. Đây là các bạn có thể xóa cái set trạng thái này đi. Đây, mình sẽ comment cái này lại. Không cần thiết bởi vì chúng ta đã xử lý ở dưới này rồi. Đúng không? Bất cứ một cái gì chuyển fragment thì nó sẽ đều nhảy vào trong cái thằng này. Ok chưa? Rồi các bạn kéo xuống cái phần này đấy. On navigation item selected cũng vậy. Đây các bạn comment cho mình cái phần này. Chúng ta chỉ để cái logic đó chính là chúng ta open cái thằng fragment ấy. Và chúng ta open bằng cách nào? Chúng ta sẽ set đến cái current item của cái thằng viewpage 2. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn... vậy là xong rồi đấy, chúng ta sẽ thử build cái tutorial lên xem cái kết quả chúng ta thu được sẽ là gì nhá. Ok, vậy là nó đã build xong đúng không? Đây các bạn test nhá. Đầu tiên vào một phát có phải là nó sẽ mở cái thằng fragment đầu tiên đó là thằng home fragment không? Tương ứng với lại cái page đầu tiên của cái thằng viewpage 2. Đây chúng ta vẫn giữ logic chúng ta set cho cái item là navi home và bottom navigation home trạng thái checkered ở trên này. Đây là cái lúc đầu mới mở app nhé. Đây chúng ta vẫn giữ cái logic này. Đúng không? Cho nên là các bạn kiểm tra đầu tiên là cái bottom navigation đúng rồi này, đúng không? Các bạn mở luôn cho mình cái thằng này. Đây, home fragment cũng đúng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chuyển page bằng cách vuốt nhá. Cách đầu tiên là các bạn vuốt như thế này, đúng không? Các bạn thấy khi chuyển sang favorite fragment bằng cách vuốt viewpage 2. Đây, cái thằng dưới này nó cũng nhảy đến cái tab tương ứng của cái thằng bottom navigation. Các bạn kiểm tra cho mình cái thằng navigation drawer tương tự. Đúng không? Rồi đây các bạn vuốt thêm một cái phần nữa. Đó. Đó là cái cách chuyển page đầu tiên. Cách thứ hai, các bạn có thể click vào cái thằng bottom navigation, đúng không? Các bạn click vào đây. Đó, thì cái tab nó thay đổi tương ứng này, cái fragment nó đã replace tương ứng với lại cái page của cái thằng viewpage 2 rồi. Đây các bạn mở cho mình thằng này. Đây nó đã nhảy về home. Đúng không? Hoặc các bạn chọn luôn thằng cuối này, history này. Đây các bạn mở các bạn kiểm tra history. Ok chưa? Rồi cách thứ ba các bạn chuyển page đó là đây các bạn click vào bên cái thằng menu led này, ví dụ như favorite fragment này. Favorite này. Đó. Home này. Đây các bạn kiểm tra ba thành phần xem nó có đồng bộ với nhau hay chưa. Đúng không? Đấy hoàn toàn hoạt động bình thường rồi. Đó, chúng ta sử dụng kết hợp nhiều cái mà nó cùng replace, nó cùng mở một cái fragment ấy, thì chúng ta sẽ phải đồng bộ cả ba cái. Ok chưa? Còn nếu như mà các thành phần ở đây mà nó là cái fragment không chung nhau ấy, nó là cái thằng fragment khác nhau thì không nói làm gì rồi, đúng không? Các bạn thực hiện logic nha, mở một cái fragment khác bình thường thôi. Các bạn không cần phải xử lý đồng bộ. Nhưng nếu như các bạn sử dụng chung fragment thì chúng ta sẽ phải đồng bộ giữa những cái thành phần mà chúng ta kết hợp sử dụng ở đây. Ok, rất là đơn giản. Đúng không? Đây là một cái template mà chúng ta cũng rất là hay sử dụng. Thông thường cái thằng này thì chúng ta hay sử dụng với lại cái thằng viewpage 2. Ok, đó cái video này thì chỉ đơn giản như thế thôi. Nó rất là ngắn gọn đúng không? Nhưng mà nếu như mà các bạn thực hiện code từ đầu ấy, tức là các bạn mở một cái project mới toanh hoàn toàn ấy, thì các bạn lại phải làm theo ba cái video của mình thì mới được kết quả như thế này, đúng không? Đầu tiên các bạn phải xem cái video custom navigation drawer trong cái phần project template bài số 2, đúng không? Sau đó các bạn sẽ xem qua cho mình cái cách mà chúng ta sử dụng cái thằng navigation drawer này với lại cái thằng bottom navigation ở dưới này ở cái bài số 7 trong cái project template.
Và bài hôm nay là phần số 8 thì mình mới kết hợp cái thằng viewfinger 2 thì mới được cái kết quả như thế này. Ok, rồi thì đây là một số những cái template mà các bạn rất hay sử dụng trong project thực tế, cho nên là mình chia sẻ cho các bạn khá là chi tiết và cụ thể rồi. Nếu như các bạn thực hiện mà gặp phải cái lỗi gì thì các bạn có thể comment ở dưới video nhá. Cái này thì mình tạm dừng ở đây thôi. Nếu như mà thấy hay thì các bạn cho mình một like, một subscribe kênh YouTube, bật chuông để có thể nhận thông báo khi mình ra video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.